liệu rằng nữa có hiểu được suy nghĩ của chúng ta và kén tay lăn là một ly collagen. Vậy thì theo anh chị, anh chị có thể lo cho mình nhất là anh chị nghĩ rằng vừa có hiểu được suy nghĩ hay cảm xúc của anh chị không ạ? Và nếu như mà anh chị nào mà đã từng xem một cái video thị nghiệm này rồi thì chắc chắn anh chị sẽ hiểu được rằng nữa không chỉ nhận ra mà hiểu được những gì bạn nói, mà nó còn có thể là hiểu được những gì bạn suy nghĩ, không chỉ ở khi mà bạn cho nữa nghe một cái bài hát nào đó hay là cho nữa nhìn thấy một cái hình ảnh nào đó thì nữa cũng đều có thể là thấu hiểu được những cái hình ảnh đó luôn. Ví dụ như bạn cho nước nghe những cái ngôn từ rất là tích cực, rất là yêu thương thì lý nước á, những cái tinh thể của nước nó sẽ biến chuyển những cái tinh thể rất là đẹp. Nhưng mà nếu như bạn cho nước nghe những cái ngôn từ ví dụ như là thù hận hay là ghét bỏ hay là tiêu cực thì nước nó biến chuyển thành những cái tinh thể rất là xấu xí. Và cũng như vậy anh chị, cơ thể của chúng ta hầu như là hơn 80% là nước. Vậy thì hằng ngày anh chị đang nói những gì với chính bản thân của mình? Nếu như mà hiện tại cuộc sống anh chị đang rất là vui vẻ hạnh phúc thì chắc chắn là trong thời gian qua anh chị đã rất là yêu thương, rất là biết ơn cái cơ thể của mình. Còn nếu như hiện tại cơ thể của anh chị đang được không khỏe mạnh, nhưng mỗi xung quanh của anh chị hình như đang chưa hạnh phúc, tiền bạc của anh chị đang chưa được lưu thông, vậy thì anh chị có thể hiểu được rằng là trong một cái thời gian qua anh chị đã có những cái cách mà ngôn từ hay là cái cách mà anh chị nói chuyện về cơ thể của mình chưa có đúng cách. Vậy thì ngày hôm nay khi anh chị hiểu được điều này, hãy biết yêu thương bản thân của mình, hãy khen ngợi bản thân của mình nhiều hơn và hãy cho bản thân của mình nắm giác quan của mình, mắt, mũi, miệng, tai nghe và cảm xúc của mình hãy tập trung vào những cái nơi tích cực, vào những cái môi trường tích cực và vào những cái điều hỗ trợ cho sự thành công của bạn nhé. Lan xin chào.